Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ với cả nhà một món ăn chay cũng vô cùng ngon, đó là món lẩu tiêu xanh chay. Nước lẩu sau khi hoàn thành rất là ngọt, ngọt tự nhiên từ nấm và nước dừa, và có một cái vị cay, cay của tiêu, rất là trầm ấm chứ không phải dạng cây xé giống như ớt nha cả nhà. Và khi mình ăn vào rồi mình cảm thấy rất là ấm bụng. Cái món này thì dùng để giải cảm rất là tốt. Và khi mình nhúng cùng các loại rau và nấm vào nữa thì quá tuyệt vời luôn. Nước dùng cực kỳ ngọt, cực kỳ thanh luôn cả nhà ơi. Hôm nào mà cả nhà mình trong người thấy không được khỏe thì hãy nấu ngay cái lẩu tiêu xanh này để ăn ha. Đảm bảo với cả nhà sau khi ăn xong cái lẩu rồi thì sẽ cảm thấy khỏe ngay luôn. Bây giờ thì em xin mời cả nhà mình cùng em vào bếp để thực hiện cái món ăn này nha. Hôm nay thì sẽ không như thường lệ, em sẽ bắt tay vào em nấu luôn và em chia sẻ với cả nhà từ từ các cái nguyên liệu ha, rất là đơn giản. Thì tổng hợp các nguyên liệu nè, rau ăn kèm hoặc là gia vị thì em sẽ để dưới phần mô tả video này nha. Đầu tiên thì em sẽ bắt cái nồi lên, em cho vào đây là 1 lít nước dừa tươi. Dừa tươi thì mình chọn cái loại dừa mà để nấu nước ngọt đó cả nhà, thì nó sẽ không bị chua cái nước lẩu của mình ha. 1 lít dừa tươi này sẽ tương đương với lại 3 đến 4 người ăn nha cả nhà. Trong thời gian chờ đợi cái nồi nước dừa của mình nó sôi lên á, thì em sẽ bắt một cái chảo khác lên nè. Em cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu nóng em sẽ cho tỏi vào đây. Em xào lên cho nó thơm nha. Cả nhà ăn chay mà kiêng ngũ vị tân thì mình thay thế bằng bơ rô giúp em ha. Sau khi cái phần tỏi của mình nó đã thơm rồi thì em sẽ cho vào đây là 200g nấm rơm. Em sẽ xào lên để cho cái nấm của mình nó thấm đều gia vị. Sau đó mình cho vào nước lẩu nó sẽ ngon hơn nha. Em cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm chay nè. Bây giờ thì em sẽ xào cái phần nấm rơm của mình trong vòng 1 phút thì mình sẽ tắt bếp nha. Quay trở lại với cái nồi nước dừa của mình, bây giờ thì nó đã sôi rồi nè cả nhà. Em sẽ bắt đầu cho vào đây cái phần tiêu xanh. Cả nhà đi chợ mua tiêu xanh về rửa cho thật là sạch sẽ. Sau đó mình cho vào cái túi ni lông á, mình dùng cái chày mình giã cho nó dập ra nha cả nhà. Hoặc mình cũng có thể để vào cối xay cũng được ha. Nhưng mà không cần xay nhuyễn quá nha. Chỉ cho nó dập để cho nó ra cái nước cây của nó là được ha. Em sẽ cho vào đây là 150g tiêu xanh nha cả nhà. Tiếp theo thì em cho luôn 200g nấm rơm mình đã xào lúc ban đầu nè, mình cho vào đây luôn. Tiếp theo em cho vào đây là 200g chả chay nè. Và em cho luôn là 100g cái chả viên chay đó cả nhà. Mấy cái loại này thì mình có thể dễ dàng mua ở các cái cửa hàng bán đồ chay ha, hoặc là ngoài chợ, các quầy rau đồ cũng có nữa. Hoặc là mình có thể thay thế bằng đậu hũ nè, tàu hũ ki, hoặc là những cái loại nào mà cả nhà mình thích ăn thì mình cứ cho vào cái nồi lẩu này nha. Tiếp theo thì em cho vào đây vài cái trái ớt hiểm xanh nè, để cho nó tạo cái màu cho nó đẹp mắt cái nồi lẩu của mình hơn. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu nêm gia vị nha cả nhà. Em sẽ nêm vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm chay. Tiếp theo em sẽ cho vào đây luôn là 1 muỗng canh nước mắm chay. Thì tùy vào cái độ ngọt của nước dừa mà cả nhà mình gia giảm lại cái lượng đường nha. Bây giờ thì cả nhà mình chỉ cần nấu sôi lên cho em tầm khoảng 10 phút nữa thì chúng ta tắt bếp và mình sẽ cho ra một cái nồi nhỏ để mình nhúng lẩu ăn nha. Cả nhà thấy rất là nhanh đúng không nè. Chỉ cần bỏ ra 15 phút thôi thì chúng ta có ngay một cái nồi lẩu tiêu xanh ăn rồi đó.
Như vậy là em đã vừa chia sẻ xong cái cách nấu lẩu tiêu xanh chay rồi đó cả nhà. Rất là đơn giản, rất là nhanh gọn lẹ luôn. Thì món này chúng ta sẽ nhúng kèm với lại nấm kim châm nè, nấm bào ngư, cải thảo, rồi nấm linh chi trắng, mướp và rau mồng tơi ha. Tùy thích cả nhà thích ăn cái loại nào thì mình có thể nhúng cái loại đó nha. Hôm nào cả nhà mình làm thử cái món này ăn đi, đảm bảo cả nhà mình mà sau khi ăn xong sẽ thấy rất là thích luôn. Cái vị cay của nó rất là trầm ấm đó cả nhà, mà mình khi mình ăn vào rồi mình thấy trong bụng mình rất là ấm luôn. Món này giải cảm cực kỳ tốt luôn á. Chúc cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ và có những bữa chay thật là ngon miệng nha. Em xin cảm ơn cả nhà suốt thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ kênh Món Chay Mỗi Ngày và cũng như nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em. Nếu mà cả nhà mình thấy thích cái món ăn này thì cho em xin một like nha, một lượt chia sẻ nè và một lượt đăng ký nữa. Và cả nhà đừng quên là bấm vào cái chuông để xem món ăn mới mỗi ngày ha. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.